Cập nhật tin tức về dịch COVID-19 mới nhất trên kênh FBNC. Bản tin sáng hôm nay ngày 24 tháng 9 gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, người da đen có tỷ lệ mắc COVID-19 cao gấp đôi người da trắng. FDA có thể đẩy việc phê duyệt vaccine COVID-19 lùi sau ngày bầu cử. Tổng thống Peru, đại dịch không thể kết thúc nếu còn chủ nghĩa dân tộc vaccine. Tại Việt Nam, Hà Nội thêm một trường hợp dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh Nhật. Đà Nẵng hiện không còn bệnh nhân COVID-19. Việt Nam cơ bản kiểm soát các ổ dịch, không còn bệnh nhân COVID-19 nặng. Tại Hà Giang phát hiện 27 công nhân nhập cảnh trái phép trong một ngày. Tính đến 18 giờ ngày 23 tháng 9, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã hơn 31,8 triệu ca, trong đó số ca chữa khỏi là hơn 23 triệu ca và hơn 976.000 ca tử vong vì COVID-19. Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với số ca nhiễm vượt mốc 7 triệu ca, trong đó hơn 204.000 ca đã tử vong. Theo sau Mỹ vẫn là Ấn Độ, dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ với hơn 5.650.000 người mắc bệnh. Trong bối cảnh nước này đang dần dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch vì nền kinh tế, 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới tăng đột biến hơn 10.000 ca. Trong cuộc chiến với đại dịch, hơn 90.000 người tại quốc gia này đã không qua khỏi. Brazil đứng thứ ba với hơn 4,5 triệu ca nhiễm và hơn 138.000 ca tử vong, đứng vị trí thứ tư trong top những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch trên toàn cầu là Nga với hơn 1.122.000 ca nhiễm, hơn 19.000 ca đã tử vong. 24 giờ qua, Mexico trải qua một ngày đau buồn bởi COVID-19. Quốc gia này ghi nhận hơn 4.600 ca mắc mới và 651 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Mexico hiện là 705.000 ca. Theo nghiên cứu được công bố hôm ngày 22 tháng 9 trên tạp chí Blood Medicine, người da đen và gốc Tây Ban Nha có khả năng dương tính với virus SARS-CoV-2 cao gấp đôi so với người da trắng. Theo đó, sự chênh lệch này không thể được giải thích hoàn toàn bởi tình trạng sức khỏe, điều kiện sống hoặc điều kiện của các cơ sở y tế. Ông Christopher Wright, trợ lý giáo sư tại trường y học nhiệt đới London và các đồng nghiệp đã thực hiện một nghiên cứu về mối quan hệ giữa chủng tộc và COVID-19. Trong đó, phân tích dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng sức khỏe, hồ sơ bệnh án, địa điểm chăm sóc và điều kiện sống. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng người da đen và người gốc Tây Ban Nha có nhiều khả năng dương tính với virus hơn người da trắng. Theo thống kê, tỷ lệ người da đen dương tính là 60/1.000 người, so với 52.7/1.000 người ở gốc Tây Ban Nha và 38.6/1.000 người ở người da trắng. Mặc dù người da đen và người gốc Tây Ban Nha có nhiều khả năng dương tính với COVID-19 hơn, thế nhưng nhóm nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt về tỷ lệ tử vong trong 30 ngày giữa các nhóm dân tộc khác nhau. Ông Brands nói trong một tuyên bố rằng việc hiểu được điều gì đang thúc đẩy sự chênh lệch này là rất quan trọng để ban hành các chiến lược để hạn chế dịch bệnh trong các cộng đồng thiểu số. Thưa quý vị, COVID-19 giờ đây không còn là câu chuyện của người lớn tuổi và có bệnh lý nền nữa, mà giờ đây, căn bệnh này đã trở thành vấn đề sức khỏe chung của cả thế giới ở mọi độ tuổi. Với việc Mỹ đã vượt quá 200.000 ca tử vong do đại dịch này, một nhóm các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đã kêu gọi các quan chức y tế nước này tăng cường xét nghiệm vaccine trên cả trẻ em. Trong một bài bình luận được công bố hôm thứ Sáu, trên tạp chí y khoa bệnh truyền nhiễm Clinical, 8 bác sĩ cho biết hiện đang có 3 cuộc thử nghiệm vaccine quy mô lớn dành cho người lớn ở Mỹ, nhưng chưa có cuộc thử nghiệm nào bắt đầu cho trẻ em, những người bị mắc kẹt ở vị trí trung lập. Tiến sĩ Poppy Crick, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học Vanderbilt cho biết, mặc dù mọi thứ đang diễn ra với tốc độ chưa từng có đối với vaccine COVID-19, nhưng chúng tôi vẫn chưa bắt đầu thử nghiệm cho trẻ em. Ông Crick nói thêm rằng đây thực sự là một lời kêu gọi, thay vì chờ đợi xem liệu vaccine có hiệu quả cho người lớn hay không, hãy đánh giá thêm tác dụng của nó, ít nhất là ở thanh thiếu niên và sau đó là thử nghiệm ở những độ tuổi nhỏ hơn nữa, để có được một cơ sở định lượng phù hợp về số lượng vaccine cho mỗi liều và hiệu quả của loại vaccine đó. Cũng tại Mỹ, thì Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đang xem xét các quy định mới về việc cấp phép cho vaccine COVID-19. Theo một nguồn thạo tin từ FDA, có thể sẽ đẩy thời gian cấp phép vượt quá ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3 tháng 11 tới đây. Điều này có thể làm cho Tổng thống Donald Trump thất vọng vì ông đã nhiều lần nói rằng vaccine COVID-19 có thể sẽ được sẵn sàng công bố trước ngày bầu cử. Các nguồn tin mô tả hai kịch bản khác nhau mà FDA đang đánh giá trước khi cấp phép cho một công ty dược được sử dụng vaccine khẩn cấp. Nguồn tin đầu tiên cho biết, bằng mọi cách FDA sẽ cấp phép EUA, ủy quyền sử dụng khẩn cấp cho một công ty dược phẩm vào trước lễ tạ ơn. Theo đó, FDA dự kiến sẽ thông báo với các nhà sản xuất vaccine rằng họ cần đợi 2 tháng sau khi tiêm cho tất cả những tình nguyện viên liều vaccine thứ hai. Sau đó họ có thể đăng ký EUA. Pfizer và Moderna, hai công ty đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vào tháng 7.
đã tiêm liều thứ hai cho khoảng hơn một nửa số người tình nguyện viên của họ. Nguồn tin cho biết FDA đang rất nghiêm túc xem xét điều này, tuy chưa nói rõ các công ty phải làm gì cụ thể, nhưng họ đang được đưa ra các tín hiệu rằng điều này rất quan trọng và FDA đang đi theo hướng này. Trong khi đó, nguồn tin thứ hai là một quan chức chính quyền cấp cao cho biết cơ quan này dự kiến sẽ yêu cầu các công ty đợi 60 ngày sau khi cho một nửa số tình nguyện viên tiêm liều thứ hai để nhận được EUA. Hành động này được tạo ra để giám sát tính an toàn của vaccine, ngay cả khi cuộc thử nghiệm đó đã được xác định hiệu quả của vaccine. Theo quy tắc đó, hai công ty vẫn sẽ không nhận được EUA vào ngày bầu cử vì họ chưa tiêm liều thứ hai cho một nửa tình nguyện viên của họ. Trong khi đó, tại Anh, đứng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, cộng thêm việc hệ thống xét nghiệm vừa bị trục trặc cho thấy hệ thống y tế nước này đang quá tải. Thủ tướng Boris Johnson hôm ngày 22 tháng 9 cho biết ông cần phải cố gắng hơn nữa để kiểm soát được đại dịch, kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch mà ông đã vạch ra sẵn trước Quốc hội. Qua đó thì không chỉ chặn đứng được sự lây lan của dịch bệnh mà còn có thể giữ cho các cơ sở kinh doanh, trường học được mở cửa, ngăn cho việc đóng cửa biên giới không xảy ra vì nước Anh hiện đang rất cần sự hợp tác quốc tế. Phát biểu trước phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc 22 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thế giới cần phải điều phối các phản ứng với đại dịch. Ông cũng đề xuất một hội nghị cấp cao về hợp tác vaccine. Nga là quốc gia đầu tiên cấp phép theo quy định cho một loại vaccine COVID-19 trước khi các thử nghiệm quy mô lớn hoàn tất. Chúng tôi đang đề xuất tổ chức một hội nghị cấp cao trực tuyến cho các nước quan tâm đến việc hợp tác phát triển vaccine chống lại đại dịch. Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục hợp tác với tất cả các quốc gia và tổ chức quốc tế, bao gồm cả việc cung cấp vaccine của Nga mà chúng tôi đã kiểm chứng là đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả. Tuy quá trình phê duyệt vaccine của Nga khiến cho một số chuyên gia y tế và các bác sĩ bày tỏ sự quan ngại về tính an toàn. Tuy nhiên hiện nay thì một số quốc gia cũng đang xem xét áp dụng các biện pháp khẩn cấp để nhanh chóng phê duyệt vaccine theo cách tương tự. Cũng trong phiên họp cấp cao này thì Tổng thống Peru Marin Vizcarra cho biết đại dịch sẽ không thể kết thúc nếu nhiều quốc gia vẫn còn giữ chủ nghĩa dân tộc vaccine. Tổng thống Vizcarra cho biết, đối với mức độ nghiêm trọng và quy mô, cũng như tính chất rất dễ lây lan của đại dịch, vì vậy COVID-19 không cho phép bất kỳ ai được an toàn, cho đến khi tất cả mọi người được an toàn. Chúng tôi đã chiến đấu để ngăn chặn dịch bệnh và đồng thời tăng cường khả năng ứng phó. 6 tháng sau khi bắt đầu cuộc chiến này, số ca mắc và tử vong do COVID-19 đã bắt đầu giảm dần ở Peru và chúng tôi cam kết sẽ duy trì các hành động cần thiết cho đến khi đại dịch kết thúc. Bất chấp pháo đài kinh tế vĩ mô của Peru, đại dịch đã làm rõ sự bất bình đẳng và bộc lộ những điểm yếu về cấu trúc cho thị trường làm việc không chính thức tạo ra. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, ông khuyến khích mọi người tham gia vào cuộc chiến này một cách thống nhất và hiệu quả, đồng thời cần công nhận và tiêm phòng đầy đủ khi có vaccine. Do vậy, việc đạt được các thỏa thuận toàn cầu về các mục tiêu cơ bản này là điều cấp thiết. Nếu như Tổng thống Peru kêu gọi các nước không giữ chủ nghĩa vaccine dân tộc, thì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh vaccine cần được xem là hàng hóa công cộng toàn cầu, phải được cung cấp cho tất cả các quốc gia, dù giàu hay nghèo, và xem đó như là một vấn đề chính sách. Vào ngày 11 tháng 9, ông Duterte đã thông qua một dự luật một biện pháp cứu trợ khẩn cấp trị giá 165,5 tỷ peso, tương đương khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ, để mở rộng hệ thống y tế và trợ giúp các doanh nghiệp sau khi đại dịch khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái. Theo luật mới, chính phủ có thể bơm thêm 40 tỷ peso vốn vào các ngân hàng quốc doanh để có thể cho các doanh nghiệp nhỏ vay nhiều hơn. Philippines, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á trước đại dịch, đang suy thoái lần đầu trong 29 năm sau khi các doanh nghiệp bị đóng cửa kéo dài và đóng cửa nhu cầu trong nước. Khi đất nước phải vật lộn với số ca nhiễm COVID-19 cao nhất Đông Nam Á, luật cũng quy định 25,5 tỷ peso để thuê y tá và bác sĩ, mua đồ bảo hộ và xây dựng các cơ sở y tế. Nước này cũng dự phòng một quỹ trị giá 10 tỷ peso có thể tài trợ cho việc mua vaccine COVID-19. Philippines đang đàm phán với Nga, Trung Quốc, Australia và Mỹ để tìm nguồn cung cấp vaccine COVID-19 cho đất nước. Đồng ý với các quan điểm trên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres và Chủ tịch phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi đoàn kết toàn cầu và thực hiện chủ nghĩa đa phương để vượt qua đại dịch COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã mô tả đại dịch rằng đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn là một cuộc diễn tập cho những thách thức sắp xảy ra, kêu gọi các quốc gia thành viên nên khiêm tốn trong việc thể hiện sức mạnh quốc gia, thay vào đó là đoàn kết khi đối mặt với đại dịch. And backing efforts for the people's vaccine. Chúng tôi đang làm việc để nâng cao các phương pháp điều trị cho toàn cầu và hỗ trợ cho việc điều chế vaccine để sẵn sàng cung cấp cho cả thế giới với giá cả phải chăng. Chúng tôi biết một số quốc gia được cho là đưa ra các thỏa thuận mua vaccine độc quyền cho người dân của họ. Chủ nghĩa dân tộc vaccine như vậy không chỉ không công bằng mà còn là tự làm hại chính mình. Không ai trong chúng ta được an toàn cho đến khi tất cả chúng tôi đều an toàn.
Thêm vào đó, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tái khẳng định chủ nghĩa đa phương sau đại dịch COVID-19 và kêu gọi các cơ quan của Liên Hợp Quốc tăng cường hoạt động hơn nữa, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới. Tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 23 tháng 9, Việt Nam ghi nhận một ca mắc COVID-19 mới vừa nhập cảnh vào Việt Nam. Bệnh nhân 1069 là ca nhập cảnh được cách ly tập trung ngay. Ca bệnh 1069 là nữ, 18 tuổi, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay VN0002, ngày 20 tháng 9 năm 2020, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 21 và ngày 22 tháng 9 đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 23 tháng 9, cả nước có tổng cộng 1069 người mắc COVID-19, 980 người trong đó đã chữa khỏi bệnh và 35 người đã tử vong. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã điều trị khỏi bệnh cho 980 bệnh nhân và không còn bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Đến nay, Việt Nam cũng đã hơn 20 ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. Các địa phương có ca nhiễm COVID-19 cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Tiếp theo là phần thông tin trong nước. Thưa quý vị, theo CDC Hà Nội vừa cho biết thì một trường hợp nữa ở Hà Nội từ sân bay Nội Bài bay sang Nhật qua test nhanh đã phát hiện dương tính với COVID-19. Phía Nhật Bản sẽ thông báo 10 ngày sau để thông báo kết quả xét nghiệm PCR với trường hợp này. Thông tin này được CDC Hà Nội đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra vào hôm qua. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngô Văn Quý yêu cầu công tác phòng chống dịch cần được tiếp tục thực hiện nghiêm trên toàn thành phố. Liên quan đến việc tụ tập đông người, không đảm bảo công tác phòng dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra ngay các quán bar, karaoke, vũ trường trên địa bàn với hai nội dung, các biện pháp phòng dịch và phòng chống cháy nổ. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cho biết, cùng với việc tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch tại karaoke, vũ trường, các quán bar, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quán bar đông người ở khu phố cổ Tạ Hiện tiếp tục dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, sau 28 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, Hà Nội đã cho phép quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 16 tháng 9. Đồng thời, các cơ sở này được yêu cầu phải đảm bảo phòng dịch như phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Tuy nhiên, ngay sau khi thành phố Hà Nội cho phép hoạt động trở lại với các bar, karaoke, trong những ngày đầu tiên, số người đến các bar tại khu phố cổ Tạ Hiện quá đông. Việc đảm bảo hạn chế số người không được đảm bảo, nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao. Do đó, ngay khi nhận được phản ánh, Hà Nội đã yêu cầu các quán bar này tạm dừng hoạt động, chấn chỉnh, bổ sung đảm bảo các biện pháp phòng dịch mới cho hoạt động trở lại. Hôm qua, bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng đã xuất viện sau hơn một tháng điều trị. Đó là bệnh nhân 936, trú tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền trong quá trình điều trị, cho kết quả xét nghiệm cứ âm tính rồi dương tính. Tuy nhiên, tại thời điểm xuất viện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định. Như vậy, Đà Nẵng hiện không còn bệnh nhân COVID-19. Tính đến nay, thành phố đang ở ngày thứ 27 không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng và là ngày thứ 25 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới. Cùng với tin vui Đà Nẵng không còn bệnh nhân COVID-19, tính đến sáng nay, Việt Nam cũng không còn bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, các ổ dịch đã được kiểm soát. Theo Bộ Y tế, hiện cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên tại các đô thị lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ lây nhiễm còn hiện hữu, có tình trạng người dân lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống vui chơi đông người. Để phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà. Để giữ an toàn cho mình và xã hội trước đại dịch COVID-19, mọi người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Tình hình COVID-19 tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát, song tại Nhật Bản thì dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp với tổng số ca nhiễm vượt mốc 79.000 ca. Theo đó thì việc đón công dân Việt Nam từ Nhật trở về nước vẫn được chính phủ Việt Nam tổ chức liên tục. Mới đây thì hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã trở về nước an toàn. Trước đó, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng hàng không Vietjet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đón hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản.
Hàng không Vietjet đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, tất cả hành khách đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Từ khi COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn thế giới, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các hãng hàng không trong nước đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản tổ chức đưa hơn 10 chuyến bay hỗ trợ các công dân Việt Nam trở về nước. Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên nguy cơ bùng phát lây nhiễm từ những người nhập cảnh trái phép vẫn còn ở mức cao khi mà các vụ việc nhập cảnh trái phép liên tục diễn ra. Thưa quý vị, tại Hà Giang thì chỉ trong 24 giờ, lực lượng biên phòng đã phát hiện 27 trường hợp. Trước đó, tại khu vực mốc 446, thôn Mỏ Vàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 4 của đồn biên phòng Xín Cái, phát hiện 25 công dân, gồm 14 nữ, 11 nam, đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Ngay sau đó, tại khu vực mốc 458, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 4 lại tiếp tục phát hiện thêm 2 công dân, một nam và một nữ trú tại tỉnh Hà Giang, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Số công dân trên đã sang Trung Quốc lao động tự do từ năm 2019 và đầu năm 2020. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, số công dân này không có việc làm nên tìm cách trở về Việt Nam. Sau khi lấy thông tin và kiểm tra y tế, Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc đã đưa số công dân trên vào khu cách ly theo quy định. Trước khi kết thúc bản tin sáng nay, chúng tôi sẽ được thông tin về một vấn đề đang được dư luận quan tâm những ngày qua về bệnh nhân COVID-19 số 17. Thưa quý vị, mới đây thì bệnh nhân này đã trả lời phỏng vấn tờ New Yorker đã không nói chính xác về cuộc chiến chống COVID-19 của Việt Nam, bị độc giả Mỹ tức giận và ném đá tơi tả. Theo The New Yorker, hôm ngày 21 tháng 9 đăng tải một bài viết có đề cập đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 17 của Việt Nam, người được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 7 tháng 3 năm 2020, sau 22 ngày đất nước không mắc bất cứ ca mới nào. Cô này cho biết thông tin cá nhân của mình đã bị lan truyền và cô phải đối mặt với sự miệt thị của xã hội chỉ vì mắc COVID-19. Dẫn chứng không khách quan, đầy đủ về vụ việc, tờ The New Yorker đã cho rằng do cơ quan y tế Việt Nam đã không bảo vệ danh tính cá nhân của họ trước sự chỉ trích của xã hội. Trước những thông tin không đầy đủ được phản ánh trên tờ New Yorker, rất đông độc giả quốc tế và Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ về những kết luận của tờ báo này về cuộc chiến phòng chống COVID-19 ở Việt Nam. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID sáng nay. Chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi. Xin cảm ơn.